Em xin chào cô, xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với phần thuyết trình của nhóm chúng em. Hôm nay nhóm 5 chúng em xin được phép thuyết trình về đề tài tâm lý học hành vi. Nhóm chúng em có những thành viên như sau. Đó là bạn Thiên Tứ, bạn Tuyết Ngân, bạn Mỹ Trà, bạn Nguyên Bách, bạn Minh Hiếu, bạn Yến Thanh, bạn Huyền Thục và em là anh Tú ạ. Trước tiên, em xin được mời cô và các bạn đến với phần thuyết trình của bạn Đỗ Minh Hiếu. Chào cô và các bạn, sau đây em xin phép được trình bày nội dung thuyết trình của nhóm em gồm 3 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu những bước đầu của tâm lý học hành vi, thứ hai là quá trình phát triển và những đại diện lớn của tâm lý học, thứ ba là tâm lý học hành vi hiện nay. Đầu tiên ta đến với lịch sử hình thành tâm lý học. Từ xa xưa, các nền văn minh cổ đại đều có nghiên cứu ở tầm triết về tâm lý học. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thì tâm lý học vẫn là một phần của triết học và ngày càng phát triển. Năm 1879, Kuhn đã thành lập phòng thực nghiệm đầu tiên của tâm lý học tại Đức, đánh dấu sự ra đời của ngành khoa học này bằng trường phái tâm lý học nội quan. Sự phát triển tiếp theo của tâm lý học là tâm lý học cấu trúc và tâm lý học chức năng. Tuy nhiên, các trường phái này đều rơi vào bế tắc vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hai xu hướng triết học duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan tạo nên khủng hoảng trong khoa học về tâm lý học. Trước đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống và tiến bộ của khoa học cách mạng công nghiệp lần thứ hai, tâm lý học duy tâm gặp khó khăn khi giải thích hàng loạt các vấn đề của tâm lý học. Một con đường mới và nguyên tắc xây dựng khoa học tâm lý học sinh ra là một lẽ tất yếu. Thuyết hành vi được chính thức thiết lập vào năm 1913 với bài phân tích của John B. Watson có tên gọi là tâm lý học qua cái nhìn của nhà hành vi học. Tâm lý học hành vi thì là một thuyết học tập dựa trên các hành vi đều có được học tập và có điều kiện thích hợp, điều kiện hóa xuất hiện thông qua các tương tác đối với môi trường. Các nhà tâm lý học hành vi tin rằng phản ứng của con người đối với cái kích thích của môi trường chính là cái tạo nên hành vi. Về cơ bản, người ta chỉ xét đến những hành vi quan sát được và những thứ nhận thức, cảm xúc và tâm trạng đều khó được xem xét. Với Watson thì một ngành tâm lý học thực sự mang tính khoa học sẽ thôi bàn về trạng thái tâm trí, thay vào đó là tập trung dự đoán và kiểm soát hành vi. Ông đã đưa ra tuyên ngôn của tâm lý học hành vi là SR, trong đó S là kích thích, R là phản ứng. Khi có kích thích, có thể tiên đoán trước phản ứng sẽ là gì. Khi có phản ứng, có thể xác định bản chất kích thích là gì. Người có ảnh hưởng đến phương pháp nghiên cứu mới của thuyết hành vi đó chính là Pavlov. Pavlov là một nhà sinh lý học người Nga. Ông nhận giải thưởng Nobel sinh lý và y khoa năm 1904 nhờ vào học thuyết vi vật về hoạt động thần kinh cấp cao trước khi phát triển mối quan tâm đến tâm lý học. Sự đóng góp đấy với tâm lý học nói chung và tâm lý học hành vi nói riêng đó chính là nguyên lý điều kiện hóa cổ điển. Rồi điều kiện quá cổ điển đó là một kích thích gợi ra một đáp ứng một cách tự nhiên, ví dụ như thức ăn sẽ gây tiết dịch vị của con chó, đáp ứng với một kích thích trung tính, ví dụ như tiếng chuông reo. Sau khi một số lần lặp đi lặp lại với nhau, kích thích trung tính trước đây có thể gợi ra đáp ứng chú chó bắt đầu tiết dịch vị khi nghe âm thanh tiếng chuông. Người thứ hai có ảnh hưởng đến thuyết hành vi đó chính là Edward Thorndike. Ông sinh ra tại Hoa Kỳ, là nhà tâm lý học người Mỹ. Ông đã có tác động mạnh mẽ đến lý thuyết củng cố và phân tích hành vi, cung cấp khuôn khổ cơ bản cho các quy luật thực hiện nghiệm trong tâm lý học hành vi với định luật về hiệu quả của ông. Định luật và hiệu quả của Edward Thorndike là hành vi ngay lập tức gây ra hệ quả tích cực sẽ có khả năng lặp lại cao hơn. Ví dụ như là khi được khen hôm nay mặc chiếc áo đẹp thì mặc chiếc áo đó nhiều hơn. Hành vi gây ra hệ quả không mong muốn sẽ có khả năng ít lặp lại
cao hơn, ví dụ khi đi học trễ thì không được vào lớp, khả năng lần sau sẽ không đi học trễ. Sự phát hiện của Thondike đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thuyết hành vi. Hành vi Skinner đã dựa vào định luật và hiệu quả của xây dựng nên thuyết hành vi điều kiện hóa từ kết quả của mình. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Thục. Đó là phần trình bày của bạn Hiếu, còn bây giờ em xin được trình bày phần của em ạ. John Watson là cha đẻ của thuyết hành vi. Ông sinh năm 1878, mất năm 1958. Năm 16 tuổi thì nhờ vào quan hệ của mẹ mà ông được nhận vào Đại học Fuma. Vào năm 21 tuổi thì ông rời đi với tấm bằng thạc sĩ. Ông tự coi mình là người không quan hệ xã hội và chỉ có vài người bạn. Một người với rất nhiều thành tựu đạt được như vậy nhưng mà ít ai biết được rằng ông có một cái tuổi thơ không được hạnh phúc. Cha của ông, người được xem là rất gắn bó với Watson, lại là một người nghiện rượu và rời gia đình để sống với hai người phụ nữ khác khi mà John vừa mới 13 tuổi thôi. Và đó là một hành vi ảnh hưởng rất lớn đến Watson sau này. Mẹ con lại là một người rất sùng đạo. Khi còn học trung học thì ông có học lực kém và bị bắt giữ hai lần bởi vì tội đánh nhau và tội xả súng trong thành phố. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu về những nghiên cứu của Watson. Đầu tiên phải kể đến là thí nghiệm trên bé Albert vào năm 1920. Bé Albert thì mới 9 tháng tuổi được Watson cho tiếp xúc với các vật có lông như là áo, những thứ có lông. Và sau đó thì nó được chơi với con chuột. Ban đầu thì Watson thấy con chuột rất là... Ông rất là thích thú với con chuột, nhưng mà sau khi Watson tạo ra một cái âm thanh to thì Albert đã khóc và sợ. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Albert 11 tháng tuổi thì Albert đã khóc và sợ ngay khi thấy những con vật có lông. Và chính từ cái thí nghiệm đó thì Watson cho rằng bất kỳ ai, bất kể bản tính như thế nào, đều có thể được huấn luyện để trở thành bất kỳ thứ gì. Và đây là một cái thí nghiệm mà bị chỉ trích rất là nhiều. Watson còn đóng góp thêm quan điểm của mình về cách giáo dục con cái, đó chính là cha mẹ không cảm xúc, đừng hôn và ôm con, đừng dễ dàng thỏa mãn con bạn. Những hành động lờ đi như vậy thì sẽ giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Và triết lý này được Watson đưa ra vào năm 1920, nó ảnh hưởng đến rất là lớn đến cách giáo dục trẻ em trong cả một thập kỷ, từ năm 1920 đến 1930. Tất nhiên thì chính ông cũng nuôi dạy con cái theo cái triết lý này, và bạn có tò mò là điều gì đã xảy ra đối với con của ông không? Kết quả đáng buồn là cả ba đứa con của ông đều rơi vào trầm cảm, người con trai lớn và người con gái thứ thì tự tử, và người con trai út lại là trở thành người vô gia cư. Vậy thì chúng ta phải làm gì khi mà thấy con mình khóc? Và để con tự nín à, để con tự khóc rồi nín, hay là để con hay là cùng khóc cùng con, hay là mình dễ dàng đáp ứng theo các nhu cầu của bé, đáp ứng chọn lọc? Nó tùy vào cái độ tuổi của con bạn như thế nào. Đối với trẻ còn là sơ sinh, nó chưa biết nói được thì nó dùng tiếng khóc để mà thu hút sự chú ý của cha mẹ. Lúc này có nghĩa là trẻ sơ sinh nó đang có nhu cầu và cha mẹ cần phải xuất hiện càng sớm càng tốt để mà phản hồi kịp thời. Cách này thì sẽ giúp cho mối quan hệ giữa con bạn và cha mẹ, con và cha mẹ sẽ gần gũi hơn. Và đến khi mà con nó có ý thức riêng rồi, bây giờ thì nó muốn bày tỏ cái tôi của mình nhiều hơn, thì cha mẹ nên thỏa mãn con một cách có chọn lọc hơn là thỏa mãn con vô điều kiện một cách mù quáng. Mặc dù hai cái nghiên cứu của ông là cha mẹ không cảm xúc và thí nghiệm trên bé Albert gây rất là nhiều tranh cãi, nhưng mà Watson đã áp dụng thuyết hành vi vào quảng cáo rất là thành công. Tiếp theo một nhân vật chúng ta không thể không kể tên, đó chính là Edward Thomann, sinh năm 1886, mất năm 1959. Ông sinh ra tại Mỹ và bị ảnh hưởng nhiều từ William James. Ông tốt nghiệp ngành tâm lý học và triết học tại Harvard và nhận bằng tiến sĩ năm 1915. Thomann thì nổi tiếng với phát triển lý thuyết về vai trò điều kiện hóa và tạo ra lý thuyết hành vi hướng đích. Ngày nay thì còn được gọi là thuyết nhận thức hành vi.
Đó là thuyết quan mục đích và nhận thức như một như các cấu trúc lý thuyết dùng để mô tả tiên đoán và các nghĩa hành vi. Thomas thì không đồng tình với quan điểm của Watson. Ông không nghĩ là hành vi chỉ được học đơn giản nhờ một cái phản ứng tự động để trả lời một kích thích. Ông tin rằng thì loài vật có thể học hỏi thế giới xung quanh và có thể mà không cần có sự củng cố phần thưởng. Từ đó thì ông đã đưa ra cái thí nghiệm chuột và mê cung. Trong thí nghiệm của ông thì có ba nhóm chuột được huấn luyện để đi vào mê cung. Nhóm một thì nếu chuột nó vừa thoát ra khỏi mê cung á thì nó sẽ được thưởng liền luôn. Còn nhóm 2 phải sau 11 lần thoát ra thành công nó mới được thưởng. Nhóm 3 thì dù có thoát ra được nhưng mà nó cũng sẽ không được thưởng. Phần lớn thì mọi người đều nghĩ rằng là nhóm 1 chắc là nhóm ít mắc lỗi sai nhất, bởi vì nó cứ thoát ra là nó có thưởng, có đồ ăn liền. Nhưng mà kết quả thực sự thì không phải như vậy. Nhóm 2 mới chính là nhóm ít mắc lỗi nhất trong cả ba nhóm. Thực ra thì tôi mang giải thích là trong những lần đầu cả ba nhóm đều biết đường trong mê cung, chúng nó tự hình thành cái sơ đồ mê cung để thoát ra và chúng đã học được điều đó trước khi được thưởng. Nhóm 2 thì sau 11 lần nó có phần thưởng đưa ra thì chúng đã vận dụng và tiến đến lấy phần thưởng đó. Trong khi đó thì nhóm 3 không có phần thưởng nên cứ lạnh loanh quanh trong cái mê cung đó thôi. Chúng cũng chả có động lực gì để mà thoát ra cả. Nhóm 1 thì cứ thoát ra là có đồ ăn. Ban đầu thì chúng mắc rất là ít lỗi bởi vì chạy ra để mà lấy đồ ăn. Nhưng mà khi mà chúng đã quá no nê và không còn nhu cầu nữa thì lại giống như nhóm 3 cứ lảng vảng trong cái mê cung đó. Và qua đó thì chúng ta có thể kết luận được rằng động lực là tác động, đã tác động đến hành vi xảy ra bên ngoài. Vậy thì ngoài ra thì Thomas còn có một khái niệm mới, đó chính là về học ngầm. Ông gọi thời kỳ đầu tiên của chuột khi chưa có phần thưởng rõ ràng nào là học ngầm. Từ đó ta hiểu khi chuột nó khám phá mê cung á, nó sẽ tự xây dựng một cái bản đồ nhận thức về khu vực đó. Đó chính là thứ dùng để đạt được mục tiêu. Con người cũng tư duy một cách tương tự với con chuột. Con người cũng tạo ra một cái bản đồ nhận thức về môi trường của mình. Thứ giống như là một mê cung. Từ đó thì ta hiểu hơn rằng bản đồ nhận thức được phát triển trong quá trình sống hàng ngày mà có thể chúng ta không ý thức về nó. Cho đến khi bạn cần đến thì bản đồ ấy nó sẽ sáng nay nó sẽ hiện ra để mà bạn sử dụng. Vậy nên là có bao giờ bạn thắc mắc là tại sao mấy con chó nhớ đường về nhà khi mà bạn đưa nó đi chơi quanh xóm, hoặc là tại sao những từ tiếng Anh mà bạn chẳng nhớ nổi cách viết như thế nào cả nhưng mà lại phát âm đúng? Điều rằng thì bạn có bao giờ thắc mắc xung quanh mình đó là có hàng tá thứ không ai dạy nhưng mà cũng chẳng cố gắng học nhưng mà nó cứ tự chui tuột vào não của mình? Và đáp án học ngầm chính là câu trả lời mà Thomas dành cho những câu hỏi như vậy. Một người có ảnh hưởng rất là lớn đến với tâm lý học hành vi đó chính là Skinner. Ông sinh năm 1904 và mất năm 1990. Vào tháng 6 năm 2002 thì Skinner được liệt kê vào các là nhà tâm lý học có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Ông là giáo sư tâm lý học tại Đại học Harvard. Từ nhỏ thì ông đã rất là thích chế tạo các máy móc nên là trong các thí nghiệm của ông á nó cũng được làm bằng máy móc mang tính rất là khoa học và tỉ mỉ. Skinner thì có quan điểm là phân tích chức năng về các sự kiện môi trường và hành vi thì đó mới đem lại lợi ích. Ông đã đưa ra một lý thuyết về hành vi tạo tác. Skinner cho rằng thì cả người và động vật đều có ba dạng hành vi. Đó bao gồm là hành vi có điều kiện xuất hiện nhằm tiếp cận một kích thích củng cố, hành vi không điều kiện được phát ra bởi sinh vật và nó tác động đến môi trường, hành vi tạo tác là hành vi nhắm vào các kích thích củng cố. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái video nói về nghiên cứu thí nghiệm của Skinner con chuột ở trong lòng. Ông đưa một con chuột vào lòng và hành vi tạo tác của chuột trong lòng Skinner là mang tính công cụ với ý nghĩa là con chuột nó sẽ lấy thức ăn. Khi mà chuột nhấn vào đòn bẩy nó sẽ nhận được thức ăn, còn nếu không thì nó sẽ không được nhận được thức ăn.
Lúc đầu thì con chuột nó sẽ nhấn vào đòn bẩy một cách tình cờ thôi, hoặc là do tò mò, và nó cái tần suất nó nhấn vào cái đòn bẩy đó càng lúc càng nhiều hơn, với một cách có chủ đích để mà nhận được thức ăn. Từ thí nghiệm trên thì Skinner cho rằng các sinh vật hoạt động trong môi trường và bắt gặp một kích thích tích cực thì sẽ củng cố hành vi tạo tác của nó. Quá trình này được gọi là điều kiện hóa tạo tác. Và các con vật bị điều kiện hóa bởi những đáp ứng chúng nhận được từ các hành vi của mình đối với môi trường. Và ngược lại, một hành vi không có sự xuất hiện của các tác nhân củng cố thì có khả năng hành vi đó nó sẽ giảm xuống. Từ việc thay đổi tỷ lệ việc cung cấp thức ăn thì Skinner kết luận rằng một kích thích củng cố thì sẽ dẫn tới khả năng cao hơn về việc hành vi đó sẽ lặp lại. Còn nếu kích thích củng cố sau đó nó bị ngừng lại thì hành vi tái lập sẽ giảm xuống theo cái tỷ lệ đó. Và từ đó thì ông đưa ra khái niệm có hai loại củng cố tích cực và củng cố tiêu cực. Tích cực tiêu cực ở đây có nghĩa là thêm hoặc là bớt đi một cái phần thưởng nào đó. Ví dụ như là củng cố tích cực thì nếu mà hôm nay con nó được điểm 10 thì mẹ sẽ nấu cho bé một cái món gì đó nó yêu thích. Hoặc là củng cố tiêu cực thì nếu mà không nấu cơm thì sẽ không được mẹ cho xem tivi. Mục đích của việc này đó chính là tăng cường cái hành vi mà mình mong muốn nó xảy ra. Đó là phần củng cố, còn phần dập tắt thì sao? Nó liên quan tới hai sự kiện, đó chính là một cái gì đó khó chịu xuất hiện sau khi phản ứng. Ví dụ như là nếu mình chạy xe quá tốc độ thì sẽ bị công an bắt, hoặc là một cái gì đó tích cực biến mất sau hành vi. Ví dụ như là nếu mà mình không học bài mà đi ngủ á, thì điểm kiểm tra sẽ bị kém đi. Trừng phạt thì đôi khi nó lại bị phản tác dụng. Ví dụ như là có mấy đứa trẻ con nó càng đánh thì càng bị lì đòn. Mấy đứa kiểu lỡ điểm thấp rồi thì cho thấp luôn. Hoặc là có mấy đứa nó sợ bị đánh nên là phải nói dối. Ngoài các nghiên cứu trên thì Skinner còn đóng góp thêm ý tưởng về dạy học. Điều này ông đã thực hiện trên thí nghiệm trên bồ câu. Ông cho con vật đang đói vào một cái lồng hoàn toàn tách biệt với môi trường bên ngoài. Trong đó thì cái nút màu đỏ nó biểu tượng cho những cái viên sỏi, còn màu xanh thì là hạt đỗ. Nếu lúc đầu thì do ngẫu nhiên con chim nó sẽ mổ vào cái hạt đỏ viên sỏi thì không ăn được, nó sẽ nhả ra. Còn nếu mà mổ vào hạt xanh ăn được. Và cứ như vậy thì phản ứng mổ hạt xanh là phản ứng mổ đúng, là nó càng lúc càng được củng cố nhiều hơn, còn phản ứng mổ hạt màu đỏ thì nó bị loại trừ đi. Trong thực tế thì đây chính là cách dạy học bằng phương pháp thử sai. Các phản ứng được lặp lại dẫn đến kết quả đúng. Ông cho rằng thì cần có những củng cố thường xuyên trong quá trình học tập, và từ đó ông đưa ra một chương trình giáo dục mà ở đó có sự phản hồi tại mọi giai đoạn trong quá trình. Ví dụ như là khen ngợi hoặc là khích lệ với tần suất thường xuyên trong suốt tiến trình học tập, nó sẽ tăng cường rất là lớn trong tốc độ học hỏi của trẻ em. Một điều mới mà Skinner phát hiện thêm đó chính là hành vi ngôn ngữ. Những âm thanh mà con người tạo ra trong quá trình nói cũng là một dạng hành vi, và chúng ta gọi đó là hành vi ngôn ngữ. Đó là những phản ứng có thể được củng cố bằng những âm thanh khác, hay là cử chỉ giống hệt như là con chuột nó nhấn vào đòn bẩy thì được củng cố bằng thức ăn. Đối với hành vi ngôn ngữ á, thì nó đòi hỏi hai người tương tác với nhau, người nói và người nghe. Người nói tùy nhất định, còn người nghe thì nó sẽ điều chỉnh hành vi tiếp theo của người nói bằng cách thể hiện sự củng cố, không có củng cố hoặc là trừng phạt. Ví dụ như là trong lúc mình trong một đoạn hội thoại thì nếu mà câu trả lời của một ai đó khiến bạn không hài lòng á, bởi vì nó ít thông tin, thì bạn có thể chỉ cần nhìn người ta một cách chăm chú thì điều này cũng làm đối phương nó cảm thấy lúng túng và sẽ tiếp tục trả lời thêm, sẽ đưa thêm chính là phần thuyết trình của em. Bây giờ thì mời các bạn và cô cùng đến với phần của bạn Tú ạ. À.
Em xin chào cô, xin chào các bạn. Em là Lê Anh Tú, em xin được phép tiếp nối phần thuyết trình của bạn Thục để tiếp tục phần trình bày của nhóm 5 chúng em. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người một nhân vật rất nổi tiếng và rất có tầm ảnh hưởng đối với tâm lý học nói chung và cũng như là tâm lý học hành vi nói riêng, đó là Albert Bandura. Thì em xin sơ lược một tí về tuổi thơ, gia đình cũng như là học tập và sự nghiệp của ông. Thì Bandura sinh vào ngày 4 tháng 12 năm 1925. Ông sinh ra ở một cái thị trấn nhỏ ở Canada, và chính vì cái hạn chế là một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh như vậy thì cái điều kiện giáo dục nó rất là hạn chế. Tuy nhiên những cái hạn chế đó nó không làm cho Bandura chùn bước mà nó lại khiến cho ông trở nên độc lập và cố gắng hơn về mặt học thức, và chính những cái đặc điểm này nó lại tỏ ra rất hữu ích trong sự nghiệp lâu dài của ông. Nói về học tập và sự nghiệp thì ông có một cái cơ ngơi rất là đồ sộ trong cái ngành giáo dục cũng như là ngành tâm lý học. Thì sau khi tốt nghiệp trung học năm 1946 thì Bandura theo học tại đại học và đạt được bằng cử nhân tại đại học British Columbia vào năm 1949, và không lâu sau năm 1951 thì ông nhận được bằng thạc sĩ, và tiếp sau đó năm 1952 thì ông nhận được bằng tiến sĩ tâm lý học lâm sàng năm 1952. Và tiếp theo chỉ mới năm 1953 thôi thì Bandura đã giảng dạy tại Đại học Stanford và trở thành trưởng khoa của khoa tâm lý học tại đây. Mình thấy một cái cơ ngơi giáo dục rất là đồ sộ, mặc dù ở trong một thị trấn nhỏ thôi. Thì những cái đóng góp của ông thì có những đóng góp chính như sau, đó là trong thập niên 1940 và thập niên 1950, quá trình học tập chủ yếu được hiểu bằng những khái niệm hành vi với thuyết của Skinner về điều kiện hóa tạo tác, việc học tập do thưởng và phạt quyết định. Thì Bandura nhận thấy rằng hành vi của con người quá là phức tạp để có thể giải thích bằng các khái niệm của điều kiện hóa tạo tác giống như là một hành vi học được, cho nên là ông cho rằng trẻ học được các hành vi là qua quan sát và qua bắt chước. Chính vì vậy mà ông mới đưa ra một cái lý thuyết, một lý thuyết rất là nổi tiếng và rất là có tầm ảnh hưởng của ông, đó là lý thuyết học tập xã hội. Thì với cái lý thuyết này thì Bandura cho rằng con người thì không học được thông qua củng cố mà là qua quan sát và qua cái hậu quả của những cái hành vi mà nhìn từ người khác đó. Và ông cho rằng người ta thực hiện quá trình học tập bằng cách là gợi lại trong tâm trí và sau đó bắt chước theo những cái hành vi đã quan sát được từ người khác, là từ những cái mẫu thích hợp có thể chấp nhận được. Chúng ta thấy đây là một cái rất là quen thuộc với chúng ta vẫn thường làm như vậy từ từ thuở thơ ấu tới bây giờ, đúng không? Bắt chước sau đó làm và từ từ nó ăn sâu vào chúng ta. Và ông cho rằng hầu hết những hành vi của con người học được là thông qua bắt chước. Vì vậy ông đưa ra bốn cái điều kiện cần thiết để một người bắt chước thành công hành vi của người khác, đó là đầu tiên là chú ý nè, rồi ghi nhớ, tái tạo, và quan trọng là phải có động lực. Vì vậy mà ông mới có một cái thí nghiệm rất là nổi tiếng, đó là thí nghiệm trên búp bê Bobo. Thì hồi xưa tới giờ có một câu hỏi là những hành vi bạo lực mà trẻ em quan sát được qua truyền hình nè, phim ảnh, trò chơi điện tử hay là qua truyện tranh hay là qua người lớn gì đó thì có làm cho trẻ em trở nên hung hăng hay không? Đây là một con mà một nhà tâm lý học dẫn đầu một thí nghiệm gọi là thí nghiệm búp bê Bobo. Thì cái thí nghiệm này nó liên quan đến việc là cho trẻ em tiếp cận đến với hai cái mẫu người lớn khác nhau, một mô hình tích cực và một mô hình tiêu cực. Thì sau khi quan sát hành vi của hai mô hình đó thì trẻ em sẽ được đưa vào một căn phòng kính. Ở nơi đó sẽ không có một mô hình nào và ba trẻ em sẽ bắt chước theo cái mô hình đó như thế nào, bắt chước theo những cái mà nó thấy như thế nào. Thì cái đối tượng là gồm có 36 bé trai, 36 bé gái ở độ tuổi là khoảng 3 tới 6 tuổi. Người ta chia làm 3 nhóm mà mỗi nhóm có 24 trẻ được đánh giá cái mức độ hung hăng và họ ghép ngang nhau để cho chúng có cái mức độ hung hăng trung bình. Và đồng thời chúng cũng được kiểm tra riêng để không bị gây ảnh hưởng đối với các trẻ khác. Thì sẽ có 3 nhóm. Nhóm 1 là nhóm không được tiếp xúc với người mẫu trưởng thành, nhóm 2 là nhóm tiếp xúc với mô hình tích cực, nhóm 3 là tiếp xúc với mô hình tiêu cực. Thì cái kết quả cho thấy là 3 trong 4 cái dự đoán của ông và các đồng nghiệp gần như là đúng.
Đó là đầu tiên là khi trẻ em ở hai giới tính trong nhóm không hung hăng sẽ có cái xu hướng ít thể hiện sự hung hăng hơn so với nhóm đối chứng thực tế nè. Cái thứ hai là trẻ em với mô hình bạo lực thì có cái xu hướng là sẽ bắt chước chính xác những hành vi mà mình quan sát được khi mà nhìn các người lớn, và chúng sẽ làm khi mà không có người lớn. Cái thứ ba là các nhà nghiên cứu đã đúng trong dự đoán là cái trẻ trai sẽ cư xử nó hung hăng hơn trẻ gái, và trẻ trai tham gia vào các hành vi xâm hại thân thể nhiều gấp đôi trẻ gái, và có những cái khác biệt quan trọng về giới tính như là khi quan sát thấy một cái người mẫu đồng giới hay khác giới thì trẻ em có xu hướng bắt chước theo cái người mẫu đồng giới nhiều hơn. Ví dụ như là những trẻ em trai thì quan sát thấy người trưởng thành là nam có bạo lực thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với quan sát thấy người nữ. Và có một điều thú vị và rất là thực tế đó là các bé trai thì có cái xu hướng bắt chước theo cái bạo lực về thân xác nhiều hơn, trong khi các bé gái thì có cái xu hướng bắt chước theo các cái sự xung khắc bằng lời nói, các hành vi gây hấn bằng lời nói. Chúng ta thấy vì vậy mà cái lý thuyết học tập xã hội ra đời trên nền học tập qua quan sát nó rất là đóng vai trò quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên song song với lợi ích mà học tập và quan sát mang lại thì nó cũng có cái tác hại rất là lớn. Ví dụ như thời buổi thông tin đại chúng phát triển thì nếu như mà để cho trẻ em xem những cái clip hay là những cái thông tin ở trên YouTube hay là trên web, trên Google mà không có chọn lọc thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì cái học tập qua quan sát nó rất là ảnh hưởng đến trẻ em. Ví dụ chúng ta thấy trong hình đây là những hình ảnh rất là man rợ, đây là một bộ phim hoạt hình gì đó nhìn cũng dễ thương nhưng mà lại máu me tùm lum hết như vậy, thì trẻ em đôi khi nó nhìn thấy nó sẽ bị ám ảnh. Hoặc ở dưới này là một hình ảnh con Momo mà một thời gian đình đám mà nó gây ám ảnh ở cái xã hội châu Âu lúc bấy giờ, chúng ta thấy rất là nguy hiểm đối với trẻ em. Đó là một cái tác hại của việc học tập thông qua quan sát. Xin mời cô và các bạn cùng em xem một cái clip nói về trẻ em học tập thông qua quan sát rất là dễ thương. Thì chúng ta thấy trẻ em hầu như có cái khuynh hướng là sẽ bắt chước tất cả những gì mà người lớn làm và bắt chước y như một bản sao vậy. Tại vì cái thời điểm này trẻ em nó còn đang định hình cái nhân cách của nó này, từ những lời chửi đến những cái lời bạo lực đến những cái hành vi gây hấn bạo lực. Mặc dù đây chỉ là cái clip minh họa thôi nhưng mà ở ngoài đời cũng không có ít cái sự thật giống như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một cái nhận định mới của Bandura, đó là nhận định về sự hiệu quả của bản thân. Thì Bandura cho rằng niềm tin của chúng ta vào khả năng thành công của chính chúng ta cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cách mà chúng ta suy nghĩ, cách mà chúng ta hành động và cách mà chúng ta cảm nhận về cái vị trí của mình trên thế giới. Thì Bandura và những người khác đã phát hiện ra rằng hiệu quả bản thân của một cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong cách mà họ tiếp cận mục tiêu hay là nhiệm vụ hay là đối mặt với những thách thức. Thì chúng ta có thể thấy là những người mà có cái ý thức mạnh mẽ về hiệu quả bản thân á, thì họ sẽ phát triển cái sự quan tâm sâu sắc đến với những cái hoạt động của mình, rồi họ sẽ ý thức cam kết mạnh mẽ hơn đối với những lợi ích của hoạt động của họ. Đặc biệt họ là một người tích cực, họ không có sợ thất bại, họ sẽ phục hồi nhanh sau cái thất bại và sau thất vọng. Tuy nhiên một người mà có cái ý thức kém về sự hiệu quả của bản thân đó, thì họ sẽ thường có cái xu hướng tự ti, họ sẽ tránh những nhiệm vụ khó khăn và họ hầu như họ chỉ làm những thứ mà họ tin là họ biết, họ chỉ làm những thứ mà họ tin là họ nằm trong tầm tay của họ, và họ tập trung vào cái sự thất bại cá nhân và cái kết quả tiêu cực. Những người này thì rất khó thành công. Nhưng mà tuy nhiên là ông trời đâu phải sinh ra để cho chúng ta được mặc định hay tiêu cực hay một người tích cực, chúng ta hoàn toàn có thể tập luyện
thông qua cái sự hiểu biết, và chúng ta hoàn toàn có thể học bằng cách giảm thiểu những cái căng thẳng và nâng cao cái tâm trạng của chúng ta khi đối diện với những cái nhiệm vụ khó khăn hoặc những cái thử thách hay là thất bại. Nhờ vậy mà chúng ta có thể cải thiện được cái cảm giác hiệu quả bản thân. Và cũng chính nhờ những cái lý thuyết và nghiên cứu quan trọng như vậy mà Bandura trở thành một nhà tâm lý học có tầm nổi bật và có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Chúng ta có thể thấy sự đóng góp của Bandura bao trùm rất nhiều lĩnh vực tâm lý học, lý thuyết nhận thức xã hội này, lý thuyết nhân cách, thực hành trị liệu, vân vân. Và tư tưởng của ông còn là cầu nối giữa những cái lý thuyết học tập của các nhà hành vi trước đây với lý thuyết học tập nhận thức sau này. Và tiếp theo em sẽ đi đến một phần rất là quan trọng, đó là phần tổng kết. Tổng kết quan trọng về cái tác động, ý nghĩa, ưu nhược điểm cũng như là cái tình hình tâm lý học hành vi hiện nay. Đầu tiên thì em sẽ đi đến tâm lý học hành vi hiện nay. Thì tâm lý học hành vi hiện nay, cái việc phân tích hành vi vẫn thường được sử dụng như là một kỹ thuật trị liệu để giúp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ, học được những kỹ năng mới. Và nó thường gắn liền với cái quá trình định hình và sâu chuỗi. Thì định hình là như thế nào? Định hình là khen thưởng để nó đạt được một cái hành vi nó mong muốn. Và sâu chuỗi tức là chia nhỏ từng bước cái công việc ra hơn, rồi dạy và sâu chuỗi bước lại với nhau. Mặc dù thuyết hành vi ngày nay không còn giữ được cái vị thế thống trị như trước nữa, nhưng nó vẫn mang một cái tác động rất lớn, giúp ta có thể hiểu thêm về tâm lý con người, bản thân qua cái quá trình điều kiện hóa. Rồi từ cái quá trình học tập đến quá trình phát triển ngôn ngữ, giúp ta hiểu rất nhiều. Vì vậy mà tâm lý học hành vi dù như thế nào đi nữa thì nó vẫn đóng góp rất là lớn, như là trong giáo dục này, nó được áp dụng bởi các bậc cha mẹ, giáo viên hay là những cái nhà huấn luyện động vật, và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng phải có ưu điểm, nhược điểm. Cái gì? Ưu điểm của nó là nó có cái khả năng quan sát và đo lường hành vi một cách rõ ràng và chính xác. Chúng ta có thể thấy cái sự thực tiễn của nó rất cao, và nó dựa trên quan sát. Mà quan sát chính là cái mà giác quan của chúng ta cảm nhận được, cho nên chúng ta có thể thấy rõ, khác với phân tâm học hay khác với những cái khác. Còn nhược điểm thì cái phương pháp tiếp cận nó chỉ là quan sát bên ngoài và vứt bỏ cái ý thức ra khỏi phạm vi tâm lý. Nó tách biệt một cách máy móc ý thức ra khỏi hành vi, và tâm lý mà lại tách bỏ ý thức ra thì có lẽ là nó hơi vô lý, đúng không? Và nó coi cơ thể con người giống như là một cái máy liên hợp vật lý vậy. Mọi cái ranh giới có tính nguyên tắc giữa hành vi con vật và con người bị xóa bỏ. Chính vì vậy mà sự tan rã của thuyết hành vi nó xuất hiện. Và nếu như mà mọi ranh giới có tính nguyên tắc giữa con vật và con người bị xóa bỏ thì có rất nhiều cái hành vi, có rất nhiều cái thí nghiệm nó được cho là vô nhân đạo. Nhưng mà nó cũng có cái tác động và ý nghĩa của nó chứ. Thì tâm lý học hành vi sau khi mà được chỉnh sửa đóng một vai trò rất lớn trong cái vấn đề tư vấn tâm lý sau này. Tâm lý học hành vi cũng mở ra một thời kỳ mới, cứu thoát tâm lý học khỏi những năm đen tối của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ra khỏi những cái khủng hoảng và xây dựng một thuyết tâm lý học khách quan hoàn toàn mới. Nói chung là đóng góp của nó cũng rất là quan trọng. Và đây là một số nguồn tham khảo thông tin của nhóm chúng em. Và phần thuyết trình của em vừa rồi cũng đã kết thúc toàn bộ phần trình bày của nhóm chúng em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe và theo dõi phần trình bày của nhóm chúng em. Vì kiến thức của chúng em còn nhiều hạn hẹp, cho nên là nếu có sai sót hay là có khuyết điểm nào thì xin cô và các bạn cũng chỉnh sửa giúp chúng em để chúng em có cơ hội mà hoàn thiện hơn. Và sau cùng em xin đại diện cho nhóm gửi một lời cảm ơn chân thành đến cô vì đã đồng hành cùng nhóm chúng em trong thời gian qua trong môn học này. Và chúng em xin chúc cô những ngày tháng tới được mọi sự tốt lành, được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn.